Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị một số những cái thông tin cực nóng xung quanh câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt là từ sáng đến bây giờ đó thì tràn ngập trên không gian mạng, các TikToker nè, YouTuber cũng đua nhau đưa tin về cái câu chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng có biến, rồi cho đến là công an đã vào Đại Nam để mà làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng. Thậm chí là có những cái thông tin cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bế rồi luôn. Nhưng mà chiều ngày hôm nay nữa thì vừa mới đây có một cái thông tin khá là nóng, đó chính là tình hình công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp giải quyết dứt điểm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các YouTuber. Khá là căng thẳng luôn cô chú anh chị. Thì dựa vào một số những cái hình ảnh, một số những cái YouTuber đó họ quay lại tại Đại Nam, là có cơ quan chức năng công an gì đó đến khu du lịch Đại Nam mà đi bằng xe Đại Nam, những cái chiếc xe buýt hàng ngày, xe điện đó, là Đại Nam đã chở khách du lịch vào bên trong Đại Nam để mà tham quan đó cô chú anh chị. Thì họ cho rằng là công an đã đến Đại Nam để mà làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng, vân vân các kiểu. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, những cái thông tin như là Nguyễn Xin hay là Trang Vina đó, toàn là những cái thông tin mà hoàn toàn không có cơ sở vì để mà nói đến cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Tiếp tục thì nhân vật khác nữa, ngoài hai đối tượng này thì một cái đối tượng thứ ba, đó chính là Đinh Lan. Đinh Lan mới đây thì tiếp tục tung ra một cái thông tin rằng là công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp giải quyết dứt điểm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các YouTuber. Và đặc biệt là vụ đánh Đinh Thị Lan nhưng nhằm Đinh Thị Chiên được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp nhập vô một vụ để khởi tố thêm những các YouTuber có trong vụ cố ý gây thương tích như là Nguyễn Việt Anh, Võ Minh Điền, Võ Minh Quý, Trần Hoàng Ngoan, Trần Đức Quân hay là Nguyễn Tài Pháp. Trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái vấn đề của anh Vũ Văn Thịnh và các YouTuber mà thôi. Còn lúc đó đó thì bà Nguyễn Phương Hằng là đã vướng vào vòng lao lý rồi, bà ấy không có bên ngoài. Nhưng mà Đinh Lan này đó vẫn gán ghép bà Nguyễn Phương Hằng vào trong câu chuyện này. Thì trước tiên đó thì chúng ta cùng xem lại những cái thông tin cơ sở mà các nhân vật khác từ sáng đến bây giờ đưa tin rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị mời hay là bị bế là có đúng sự thật hay không. Thì chúng ta có thể hiểu được một rằng khi mà bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo người khác đó thì hoàn toàn bà ấy đang rất mong chờ là cơ quan chức năng đó đã thụ lý, và việc mời bà ấy lên thì cho rằng là đã thụ lý vụ án, mời để mà cung cấp thông tin. Còn những cái hình ảnh mà cô chú anh chị thấy rằng là Đại Nam đó mà có cơ quan chức năng vào ở trong đó đó thì như mình đã chia sẻ rồi, là một khu du lịch mà người ta vào đó để mà kiểm tra phòng cháy chữa cháy chẳng hạn. Nếu như mà vào làm việc thì người ta phải đi bằng xe của công an, chứ ai lại đi bằng xe của khu du lịch Đại Nam bao giờ, đúng không cả nhà? Người ta được các gọi là các bác tài ở trong đó chở đi để mà kiểm tra phòng cháy chữa cháy ở các khu vực ở trong khu du lịch Đại Nam, điều đó là điều bình thường. Thậm chí có những cái khoảng thời gian đó mà khách du lịch họ đông quá, đông đúc quá thì có cả lực lượng chức năng người ta ở bên trong Đại Nam, người ta bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ cho Đại Nam nữa. Chúng ta đã thấy và gặp rất là nhiều lần. Cho nên cái những cái hình ảnh đó thì nó không có thể chứng minh được rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan chức năng mời làm việc. Nếu thật sự mà bà ấy có bị đơn tố cáo đó của bất cứ ai thì đó cơ quan chức năng phải mời lên tại gọi là phòng của công an, chứ đâu phải là đến trực tiếp Đại Nam để mà làm việc, giống như những cái hình ảnh mà các YouTuber hay là các anh chị chỉ nhìn ảnh để mà đoán mò cái câu chuyện cho đến thời điểm này. Có lẽ rằng đối với cái thông tin mà bà Nguyễn Phương Hằng bị mời làm việc đó hay là bị bế gì đó sẽ khiến cho nhiều người phe đối lập là rất là thoải mái và rất là vui cô chú anh chị. Nhưng mà đó thời điểm này đó thì chưa chắc hẳn đã vui. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái câu chuyện mà họ cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm đó thì bà Nguyễn Phương Hằng còn đi tố cáo người khác. Việc mời bà ấy lên để cung cấp thêm thông tin dữ liệu về theo lá đơn tố cáo là hoàn toàn có. Thưa cô chú anh chị, đặc biệt là trong cái vụ việc của bà Trần Thị Đời, như thì mình đã chia sẻ hơn ngay hết, có lẽ rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đang rất mong chờ cơ quan chức năng có thể sớm làm rõ những cái vụ việc này
trong những cái phát ngôn của mình trong những buổi live stream, và đặc biệt là có hay không cái câu chuyện bà Trần Thị Đời này là người của một tổ chức nào đó, ví dụ như là tổ chức Việt Tân, tụi phản động, thưa cô chú anh chị. Còn bản thân liên quan đến cái những cái phát ngôn gần đây thì tôi không biết rằng là những người đồn thổi đó cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị mời bị bế đó, thì vì lý do gì? Ở đây cô chú anh chị cho tôi một cái lý do và một cái điều gì đó để chứng minh rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị mời. Ví dụ như là phát ngôn về ông Minh Tuệ, vậy thì ông Minh Tuệ đó hay là gia đình của ông Minh Tuệ đó đã có đơn thư hay là chưa? Hoàn toàn không có những cái đơn thư nào đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy thì cơ sở và chứng cứ nào để khẳng định rằng bà ấy bị mời để làm việc, thưa cô chú anh chị? Thậm chí cho những cái phát ngôn liên quan đến gọi là trại giam An Phước chẳng hạn, hay là những cái vấn đề khác, vậy thì đã có những cái đơn thư đơn từ gì đối với bà Nguyễn Phương Hằng đâu mà cho rằng là bà ấy bị mời làm việc? Đây là những cái thông tin hoàn toàn không có cơ sở, và khi các bạn phát tán những cái thông tin này thì rõ ràng có thể khả năng dính vào pháp lý nữa, chứ không phải là đơn giản nha cô chú anh chị. Còn mà đối với những cái vấn đề pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng ngay thời điểm này thì như mình đã chia sẻ, đã trong cái quá trình hoàn tất hồ sơ đối với một số những cái đối tượng, những cá nhân vu khống bịa đặt trên tất cả mọi nền tảng. Lần này không chỉ là một nền tảng từ gọi là YouTube hay là Facebook đâu, mà thậm chí là trên cả TikTok nữa. Bởi vì đó tất cả những cái tài khoản đều có những cái tên tuổi vô cùng rõ ràng, đường link chính xác, không thể gọi là chối cãi được nha cô chú anh chị. Trở lại với cái nội dung mà cái vụ án của Đinh Lan, ngoài công an thành phố Hồ Chí Minh đó cũng khuyến cáo các YouTuber là livestream không được tuyên truyền sai lệch những đối tượng cộm cán, tuy không nói tên ra nhưng ai cũng biết là công an thành phố Hồ Chí Minh nói bà Nguyễn Phương Hằng. BA03 công an tỉnh Bình Dương ngày 7/11/2024 đã vào khu du lịch Đại Nam để làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng về các buổi livestream ngày 29/9/2024. Thì Đinh Lan khẳng định rằng là ngày 7 tháng 11 vừa qua đó, cách đây 2 ngày đó cô chú anh chị, là BA03 đã vào tới khu du lịch Đại Nam để làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng. Thì tôi không biết rằng là các anh các chị và đặc biệt bà Đinh Lan này suy nghĩ cái gì. Nếu thật sự bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vi phạm pháp luật đó cô chú anh chị, thì bà ấy tất nhiên sẽ dậy nhận được giấy mời hay giấy triệu tập. Người ta triệu tập bấy lên làm việc, trong lý do gì mà BA03 hay là công an tỉnh Bình Dương hay là công an thành phố Hồ Chí Minh phải vào Đại Nam làm việc hết trơn á? Bấy cũng chỉ là một công dân bình thường thôi. Nói đến đây thì có lẽ rằng là ai cũng nhận ra những cái thông tin này nó bị đặt trắng trợn rồi. Người ta là mời hoặc là triệu tập bấy lên làm việc, mắc gì phải đến Đại Nam để làm việc? Đinh Lan này đúng chung, nói thật cô chú anh chị đó, nói là nó học online chứ trên thực tế là nó rất là dốt đặc. Học luật nhưng mà dốt đặc về luật, chẳng có một tí gì am hiểu pháp luật. Rất là nhiều lần nó được triệu tập, nó bị mời rồi, biết tại sao có chú anh chị không? Nó không có đi, nó trốn, nó tránh, nó né, thậm chí là nó cố thủ ở trong nhà, cho nên nó cứ nghĩ rằng là công an sẽ đến tận nhà để làm việc này kia nọ. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy rồi, nếu như mà mình có hành vi vi phạm này kia đó thì người ta sẽ ban hành những cái giấy triệu tập, giấy mời. Mà tôi thấy rằng trong tất cả những cái buổi livestream gần đây thì bà Nguyễn Phương Hằng đó có xúc phạm đến ai đâu. Nếu như mà nói rằng là xúc phạm đến ông Minh Tuệ thì là ông Minh Tuệ cũng đi kiện bà Hằng đi, đúng không? Ông đi kiện bà Hằng đi, bà ấy nói sai chỗ nào, tất cả đều trên báo chí viết rõ ràng, gành mạch. Những cái hiện tượng như là ông Thích Minh Tuệ đó đã được rất nhiều báo chí, các cơ quan chức năng, công an thành phố Đà Nẵng, công an tỉnh Đắk Lắk, báo Thông tấn xã Việt Nam, báo gọi là Quân đội Nhân dân cũng nói rất là rõ về cái vấn đề những đối tượng đang lợi dụng vào hiện tượng Thích Minh Tuệ để mà xuyên tạc, chống phá. Bản thân bà Nguyễn Phương Hằng bãi với một cái động cơ rất là rõ ràng là khuyến cáo người dân không có u mê vào những cái thần tượng một cách mơ hồ, viễn vông như vậy, để mà làm ảnh hưởng đến đất nước. Và khi đó đã bị kích động rồi, đã bị gọi là chiêu dụ và lợi dụng
thì cái kết cục nó vô cùng đắng. Và cái việc mà bà ấy nêu ra những cái người mà bà ấy đã từng chứng kiến ở trong trại giam rồi, bà Phấn gì đó cô chú anh chị, là một nhân vật cũng bị Đào Minh Quân đó lôi kéo và kích động, cuối cùng đó thì cái hậu quả nó đắng mức độ như thế nào. À, đặc biệt đa số là những người lớn tuổi nha, những người già và phụ nữ là nhiều. Và những cái hình ảnh giống như là người phụ nữ bữa hôm trước đã đến cái villa hàng hũ của bà Nguyễn Phương Hằng để mà quậy phá, để mà la làng. Thì mình tin rằng cái bà này cũng đã bị kích động, thậm chí là bị thuê mướn hoặc là mua chuộc cho tiền để mà làm những cái việc đó. Mà có gan làm những cái việc gọi là gây mất an ninh trật tự như vậy thôi cô chú anh chị. Còn bản thân con Đinh Lan á, là một con rất là dơ dáy, nó tấn công bà Nguyễn Phương Hằng từ khi cái drama của ông Võ Hồng Nguyên bắt đầu cho đến mãi khi bà ấy đã vướng vào lao lý, nó vẫn không tha. Đến lúc bà ấy về, bà ấy không thèm nhắc tên nhắc tuổi nó, nhưng mà nó vẫn đưa những cái thông tin bịa đặt như thế này, nói rằng là BA03 đã vào Đại Nam làm việc. Tôi không biết là BA03 mắc gì phải vào Đại Nam. Nếu như bà Hằng vi phạm thì công an phải triệu tập mời bà ấy lên làm việc. Còn nếu như hốt bà ta đó, như lời đồn của một số YouTuber đó, thì báo chí đăng rằng rồi cô chú anh chị. Quý vị nghĩ rằng là báo chí có tha không? Tại sao báo chí không đăng? Thậm chí mỗi khi bà Hằng được nhận được giấy triệu tập thôi, không cần phải hốt đâu, giấy triệu tập hoặc giấy mời thôi, thì báo chí cũng rầm rộ rồi, chứ không phải là nhờ các điều tra viên online trên không gian mạng như là Nguyễn Xin hay là Trang Vina để mà đăng bài. Mà thậm chí là các nhân vật này đó, ngay thời điểm này đó cô chú anh chị, không dám nói rõ tên. Chị nói là chị hai hoặc là CEO, C này C kia thôi. Nhưng mà tôi cũng đã cảnh báo nhiều lần rồi. Các anh chị mà làm kiếm tiền ha, các YouTuber đó, lấy hình ảnh, sửa tên, rồi nói những cái câu chuyện, đưa ra những cái lời ẩn ý, Đại Nam hay là chị hai ở Đại Nam này kia kia nọ, thì coi chừng, cũng chừng nên chuẩn bị tâm lý rồi. Cứ thấy rằng là bà Nguyễn Phương Hằng không xuất hiện nữa trên mạng xã hội, thì các anh chị tiếp tục đôm đặt kích bác bà ấy để cho bà ấy quay trở lại, để các anh chị lại tiếp tục có những cái làm, tiếp tục có những cái chủ đề để xỉa xối, để chửi bới, rủa mà nhục mạ người ta. Nhưng mà tất cả đó nó đều có những cái lằn ranh cả, nó đều có một trong những cái giới hạn. Bà ấy im lặng chứ không phải là không biết. Lần này là lượt về, như là bà Nguyễn Phương Hằng đã từng chia sẻ, lượt về sẽ là cuộc chiến pháp lý, sẽ là cuộc chiến pháp lý thôi, chứ không có đôi co qua lại với bất cứ ai cả, kể cả là các nhân vật trước đó đã từng đấu tố bà ấy như Đinh Lan. Và đặc biệt lần này những cái tên đã được bà ấy gọi tên, và có những cái tên mà vẫn làm trong thầm lặng nha cô chú anh chị. Đối với cái thông tin này đó thì mình nghĩ rằng là rất nhiều người, những người mà thật sự yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng, các cô chú anh chị, họ rất là vui, họ rất là mong rằng là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bình tĩnh trước những cái sự công kích và kích động của cái tụi này. Bởi vì trước đó đó, chúng ta biết rằng cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã từng bị kích động như vậy và đã gọi tên đấu tố với rất nhiều người. Thì như đã chia sẻ đó, lần trước thì bà ấy đấu tố với rất nhiều người và trong một khoảng thời gian dài, chính vì thế bà ấy đã bị ăn rất nhiều những cái đơn kiện. Cho nên là việc bà ấy bị mời, bị triệu tập là có. Còn lần này thì cô chú anh chị thấy rằng là bà ấy đã làm gì đâu, đã gọi là xúc phạm nhục mạ ai, đã vu khống ai, bịa đặt cho ai để mà nói rằng bà ấy bị mời hay là bị triệu tập. Nếu nói rằng ông Minh Tuệ thì tôi hỏi cô chú anh chị nè, ông Minh Tuệ và gia đình của ông ấy có đi kiện bà ấy chưa? Quý vị đi kêu những người nhà của ông Minh Tuệ đi kiện bà Hằng đi. Thì lúc đó có đôi khi thì khi bà ấy được mời, hoặc là Hoàng Duy Hùng, hay là cho đến là cái câu chuyện của bà Trần Thị Đời đó, kêu người nhà của bà Trần Thị Đời đó đi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đi, có khi bà ấy sẽ bị mời, bị triệu tập như cái điều mà các gọi là phe đối lập đang mong muốn nghe. Chứ còn bây giờ đó thì tôi biết được rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đang rất là vui vẻ, vẫn làm ăn bình thường, vẫn gọi là đi đứng rồi hàng ngày tới công ty rồi về nhà chăm sóc cho chồng cho con. Bình thường thôi cô chú anh chị, vẫn đang tiếp tục gọi là làm những cái việc thiện thôi. Trong thời gian này thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi, bữa trước lại có một hai vị khán giả điện lại hỏi rằng là cái quỹ của hàng hữu của cô Hằng đó hiện tại là đang ở bệnh viện nào. Thì theo mình biết được và tìm hiểu được đó, hiện tại thì có hai bệnh viện. Thứ nhất đó là bệnh viện Nhi Đồng 2, thứ hai là bệnh viện Chợ Gãy.
Và thời gian tới có lẽ rằng cô chú cũng sẽ kết hợp thêm một số các bệnh viện ở các tỉnh thành khác, thành phố khác nữa để duy trì tiếp tục cái quỹ mô tim hàng hũ của mình như đã hứa, đó chính là tới 2030 thì lúc đó hàng hũ đủ 15 tuổi thì sẽ có những cái quyết định của mình. Chúng ta thấy rồi, nhiều người là tung hô ông Thích Minh Tuệ như là vị Phật sống. Từ ngày ông Thích Minh Tuệ quay trở lại thì họ đã được cái này cái kia, mà tôi không biết cái này cái kia của họ là cái gì. Họ nói là họ bớt đi sân si, mà tôi thấy rằng là cái độ sân si của họ càng lúc càng cao hơn. Cái được của họ là những cái mơ hồ, cái viển vông, cái không có thật. Nhưng mà kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng trở lại đến nay thì tôi thấy rằng quá nhiều điều thiết thực. Quá nhiều điều thiết thực luôn. Ví dụ như là 20 mấy tỷ đã được gửi đến đồng bào miền Bắc nè. Rồi á, cho đến thời điểm này thì đã có 9 ca mổ tim bà Nguyễn Phương Hằng đã giúp đỡ. Vậy đã cứu 9 em bé nữa rồi. Kể từ ngày bà trở về thôi. Trở về có bao lâu đâu. Thì đã cứu thêm 9 em bé. Thì cô chú anh chị thấy rằng những cái điều đó có thiết thực hay không? Hay là mơ hồ đi theo lượm đất, rồi đem về nấu nước uống, rồi lấy chai nước quỳ lại nồi cơm điện, rồi ôm nồi cơm điện vào người, chét lên mình trên mẩy để mà có được cái phước báo gì đó. Tôi đang rất là chờ để có một người nào đó có được cái phước báo gì để chứng minh được ông Minh Tuệ đó là ông đắc quả, đắc đạo, thần thánh gì đó cô chú anh chị. Thì chúng ta cùng chờ xem ha. Thì cũng báo tin gửi đến cho cô chú anh chị những cái thông tin về cô Nguyễn Phương Hằng để các vị khán giả, những người yêu mến cô đó có thể yên tâm hơn. Bởi vì mình cũng đã nhận được rất nhiều những cái tin nhắn qua Zalo, qua cuộc gọi hỏi thăm về cái câu chuyện này. Mỗi khi mà bên kia nó tung tin ra đó thì Thanh Nguyên cũng khá là mệt cô chú anh chị. Nhiều người gọi điện để hỏi lắm, hỏi thăm trời ơi cô lo lắng quá. Nhưng mà thưa cô chú anh chị đó, chúng ta nên gọi là bình tĩnh. Ngay thời điểm hiện tại đó thì cô đã có chứng thực khác rồi. Cô không còn là một người vội vàng, nóng tính như ngày xưa, mà sẽ là những cuộc chiến pháp lý từng đứa một nha cô chú anh chị. Đó là cái nội dung mà ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay xung quanh cái thông tin về cô Nguyễn Phương Hằng. Mình cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cái thông tin mới nhất xung quanh câu chuyện này trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.